50 năm trải lưới trên khúc sông này, ông Nguyễn Văn Chững vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi bởi còn nặng cuộc mưu sinh. Ấy vậy mà có lẽ ông sẽ buộc phải nghỉ ngơi thôi bởi sông chẳng còn tôm cá. Cái quyết định nghỉ ngơi ấy của ông được trao bởi nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và nó chính là những dòng nước nóng xả ra từ nhà máy này. Bảo là cho gà hay là cho chó xuống thì kéo lên là như mình hâm nước để coi là gì thôi. Để coi làm gà không phải như mình nước sôi đổ ra đây. 4 năm qua kể từ khi nhiệt điện Quảng Ninh đi vào hoạt động, lần lượt hơn một nửa trong số 140 hộ dân thôn 4 xã Thống Nhất huyện Hoành Bồ đều phải bán thuyền treo lưới tìm nghề khác mưu sinh. Gần đây trước nó nhiều, từ lúc nước nóng ra nó chết hết rồi. Thì dân bây giờ là toàn người không có công ăn việc làm. Là bỏ nghề lưới rồi. Còn tàu bè thì sao? Tàu bè thì bây giờ không làm ăn được nữa thì bán hết. Không chỉ mất sinh kế, các hộ dân ở khu vực này còn đang phải hứng chịu khói bụi ô nhiễm từ nhà máy mỗi khi có gió nam. Họ cũng chưa biết sức khỏe ra sao trong những năm tới đây, chỉ biết rằng đã có người mắc bệnh bụi phổi chưa rõ nguyên nhân. Cứ sáng ra hiên sân nhất là cứ bụi hết đi, bụi bám hết đầy nhà. Ôi, nước non mà hứng nước mưa xuống nó đen xì hết cả, không thể nào mà dùng được. Mặc dù các hộ dân đã liên tục kiến nghị lên các cấp chính quyền, cả địa phương lẫn trung ương, những mong nhà máy không xả nước nóng ra sông, không xả khói bụi vào không khí, nhưng những lời kêu cứu đều rơi vào im lặng. Thì thôn, mới lại cùng xã, huyện, tỉnh, bên môi trường và truyền hình cũng về đây, đấy là cũng kiểm tra và quay lại cái cảnh cá chết và nước nóng, nhưng mà mỗi khi về đây thì nước nóng lại giảm. Tức là nó không đúng như cái thực tế của bà con đi làm gặp những cái ngày gọi là nước xả cực nóng. Sống nhờ vào dòng sông diễn vọng nhiều đời nay, nhưng người dân thôn 4 hiện vẫn chưa biết làm thế nào để trả ơn dòng sông và bảo vệ dòng sông trước nguy cơ bị biến thành dòng sông chết.